An ninh gia hạnh Covid team cung cấp nền tảng giao tiếp và quản lý công việc tham gia thương vụ bạc tỷ mùa ba với màn gọi vốn để lại nhiều cảm xúc trái ngược cho cả các fan và khán giả. Cụ thể, trong tập 9 Satan Việt Nam phát sóng tối qua ngày 18 tháng 9, Kelmi team kêu gọi 100.000 đô la Mỹ cho 1% cổ phần, tỷ lệ phát hành tối đa 20%. Khẳng định ứng dụng của mình số 1, khán giả cảm thấy bất ngờ trước sự tự tin bước đời của vị Kelmi này. Thậm chí, một số người còn chia sẻ cảm giác khó chịu trước thái độ kỳ lạ khi đi kêu gọi vốn của Kelmi Ninh Gia Hạnh. Theo ta tức giới thiệu, phần mềm giúp người dùng nhanh chóng lập ra một kế hoạch với đầy đủ những việc cần làm và bắt đầu giao việc cho các thành viên. Với Mid Team, công việc sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng, doanh nghiệp không tốn thời gian tìm những email thất lạc, mọi việc cần làm có ngay trong ứng dụng. Dựa trên sự hội tụ của Social, Mobile, Lao, hệ thống được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị web app, iOS, Android, giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn mọi lúc mọi nơi. Hiện, công ty có 1.200 khách hàng đã thanh toán, 500 người dùng thường xuyên. Mỗi doanh nghiệp chỉ cần trả khoảng 750.000 đồng tháng để sử dụng phần mềm này. Trong 4 năm qua, Mid Team thu lợi nhuận không đáng kể. Kelmi Ninh Gia Hạnh khẳng định, chúng tôi mời các sao về với chúng tôi để tạo ra cho người Việt môi trường làm việc trong hạnh phúc, từ đó tạo thêm nhiều thành tựu hơn. Chúng tôi am hiểu cách thức vận hành của các doanh nghiệp Việt, do đó nhiều doanh nghiệp đã tin dùng Mid Team. Các sao tỏ ra không mấy ấn tượng bởi sản phẩm này không hề mới và đặc biệt. Sau khi nêu một loạt tính năng của phần mềm là theo ta tớ tự đánh giá là ưu việt hơn hẳn các sản phẩm cùng loại khác, ta tớ Ninh Gia Hạnh tự tin khẳng định sản phẩm của mình đứng vị trí số 1. Tuy nhiên, các sao tỏ ra không bị thuyết phục bởi những tính năng được nêu ra không hề mới và đặc biệt. Sai Bình thẳng thắn chia sẻ, phần mềm quản lý công việc này nhiều công ty cũng đã làm rồi, các bạn đâu phải đi tiên phong. Hiện nhiều công ty đã có đội ngũ xa lét hàng nghìn người. Thắc mắc về việc sản phẩm ra đời đã 4 năm, nhưng chỉ có 500 khách hàng trả tiền thường xuyên, 700 khách hàng đã rời bỏ dịch vụ, Sa Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng đây là nhược điểm của sản phẩm. Tôi đã từng đầu tư vào một mô hình tương tự như của các bạn, cách đây khoảng 6 năm, và nó cần một thời gian rất dài để phát triển. Mô hình này của bạn cần được sale liên tục, đội sale 20 người không ăn thua, mà bạn phải có 500 người để có quy mô doanh số như kỳ vọng, Sa Dũng chia sẻ. Sa Mạnh Dũng đứng hình khi bị kêu ngắt lời, phản bác bằng quan điểm, chúng tôi bán tương lai, chúng tôi bán bằng công nghệ. Đáp lại, ta tức phản bác rằng việc bán sản phẩm trong thời đại bây giờ chỉ cần dựa trên công nghệ, không phụ thuộc vào số lượng nhân viên. Tôi xin phép đáp lời Sa Dũng, xin chia sẻ rằng những năm đầu tôi bán sản phẩm không ai mua vì khi ấy không ai nói về công nghệ. Nhưng từ 2017 đến 2018 đến đầu năm nay, tôi bán rất dễ vì thị trường mở cửa, công nghệ 40 được nói đến nhiều. Anh đầu tư từ 6 năm trước, khi đó anh đi quá xa so với thị trường. Bây giờ anh đầu tư chắc chắn sẽ thành công, Kelmi Ninh Gia Hạnh tuyên bố hùng hồn. Liên tục ngắt lời cá mập bằng quan điểm trái ngược, ta tức khẳng định, chúng tôi không dùng con người, chúng tôi dùng công nghệ để quảng cáo và bán sản phẩm, trong đó quảng cáo online là chủ yếu. Mỗi tháng chúng tôi bỏ ra khoảng 100 triệu đồng quảng cáo bằng nhiều kênh, mang lại 50 khách hàng mới. Nếu kêu gọi được vốn, tôi sẽ dùng để tạo ra khách hàng mới, thu tiền từ khách hàng rồi lại xoay dòng vốn marketing. Dựa trên doanh thu, lợi nhuận, Sai Bình thắc mắc về căn cứ để ta rớt định giá công ty lên đến gần 10 triệu đô la Mỹ. Kelmi Team giải thích. Nếu các sao dựa trên số vốn bỏ ra, lợi nhuận thu về để định giá một ta tớt công nghệ thì tôi cảm thấy rất lo lắng. Đây là tương lai, là sản phẩm phù hợp xu hướng và chúng tôi chứng minh được sản phẩm của mình đã ra thị trường, được đón nhận vì nó mang lại giá trị cho cộng đồng rất lớn. Tôi bán tương lai, tôi không bán hiện tại. Đi bán tương lai cho các sao theo cách định giá của riêng mình, ta tớt khiến các cá mập chỉ biết nhìn nhau cười. Ta tớt khiến Sa Bình để lại bình luận sau chương trình rằng bản thân cá mập bị toán thực sự, bạn này gắt hết cả phần Sa. Các bạn nên nhớ, tương lai cũng có thể định giá được bằng công thức.
đáp lại quan điểm, nếu các Sa định giá tương lai bằng công thức, thì đó là các Sa của Keo. Sa Mạnh Dũng phủ phàng chia sẻ, thôi, nếu anh định giá tương lai theo cách của mình thì tự anh chơi với anh thôi. Cái gì anh cũng khẳng định anh số 1 rồi, tôi cũng không biết hỏi gì nữa. Tại thời điểm này, tôi không đầu tư. Sa Phạm Thanh Hưng cũng bày tỏ dứt khoát, tôi cảm thấy hết sức quan ngại nên tôi không đầu tư. Khẳng định sản phẩm của mình tốt nhất hiện nay, không sản phẩm nào sánh bằng, ta tớt tiếp tục bị Sa Diệt từ chối gì, tôi cũng không đầu tư bởi trước nay tôi không đầu tư vào những ông số 1. Tôi không đầu tư, lý do gì anh là số 1? Cả bốn vị cá mập đều từ chối, duy chỉ có Sa Đỗ Liên đề nghị 100.000 đô la Mỹ cho 20% cổ phần, sau khi Keo thuyết phục, chị nên đầu tư vào em, vì em không bao giờ bỏ cuộc. Ta tớt lần nữa khiến tất cả ngỡ ngàng khi từ chối ngay lập tức đề nghị của Sa Liên, không đưa ra thêm bất kỳ offer nào khác. Thái độ tự tin đến tự kiêu một cách kỳ lạ khiến khán giả ngỡ ngàng đặt câu hỏi, mục đích thực sự của Keo này khi tham gia chương trình là gì?